sile na sungkatan siyan ti sile na fos kasambata sile na neputeng yan ti tasma silam wiso ta dê tất cả chúng sanh được sanh được cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang tài vật cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái ấy chư thiện tín hãy cố gắng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Sa thu lành thay. Và thay mặt đại chúng trong room còn xin được thành kính tri ân đại đức tuệ đức đã từ bi hoan hỷ truyền tam quy bát quan trai giới đến làm phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tam chức tam bảo tụng kinh và thọ trì quy sám hối các tu trì thọ trì quy giới, phần phước phát sanh lên chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để chứng đắc A La Hán thánh đạo thánh quả niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Nhà kính bạch đại đức, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, là phần lễ bái tam bảo tụng kinh sám hối thọ trì quy giới bát tân hà xin được nhận lại cho Sita MC Nhật Thuỳnh. Kính mời Nhật Thuỳnh. Dạ sa thủ kính cảm ơn Minh Bát Tha Na. Dạ cảm ơn Minh Bát Tha Na cho Nhật Thuỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Sít Đăng Đồng cho Nhật Thuỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bát Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Còn thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Còn thành kính lãnh lễ đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ với bà với cô tu nữ, Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Thắm Gia Ri. Nhật Bình kính chào Vinh Quát Tha Ná, kính chào Maha Ra Chá, mến chào Thi An Lạc, kính chào Buông Bỏ, mến chào Sức Rạng Đông, kính chào Hiến Mộng, mến chào Châu Khoan, kính chào IQ em đó, mến chào Trang Thư, mến chào Cẩm Vân, mến chào Tina, kính chào Chanh Đá Rá, mến chào Xích Tâm Hương. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức, Nhật Bình kính chào đạo tràng. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức tuệ đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng chuyển sau tâm quy bát quan trai giới đến hàng phật tử của chúng con. Nhật Bình xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo, sám hối và thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sức Rạng Đông đã mở trung và cho nghe pháp. Và bây giờ thì đại đức tuệ trang ở trước máy, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức tuệ đức từ bi hoan hỷ ôn bài pháp cú kinh số 124 nhà sa thủ lành thai. Và con thành kính lãnh lễ đại đức Tịnh Đạt vừa quan lâm vào đạo tràng. Và Nhật Bình kính mời tất cả quý vị trong đạo tràng có thể đưa bàn tay xinh đẹp mình lên nha. Và nhất là cô tu nữ Thâm Má Cha Trí. Và bây giờ thì con kính dân mít đến đại đức tuệ đức ạ. Nam mô Bát Tha Giá. Dạ con kính lễ đại đức Tịnh Đạt vừa mới vào rung mặt. Dạ con xin ôn bài kinh pháp cú câu số 124 ạ. Pa nim hi che wa no na sa ha rai ya pa ni na vi sang na pa nang ku sa man we ti na ti pa pang akupato. Bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích tránh độc, không làm không có ác. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tay ta nếu chẳng vết thương, dẫu cầm thuốc độc chẳng phương hại gì, ác kia vô hiệu tức thì. Với người hiền sĩ thường khi niệm lành, là cũng thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin kể. Ba nín hi chê qua lô na sa hà rây ya pa ni na vi sang na pa năng vi sa man quê ti na thi ba pang ác cục pa tô.
Banim hi che wa no na sa hare ya pa ni vi sang na pa nang vi sa man ve ti na thi pa pang akup pa to Banim hi che wa no na sa hare ya pa ni na vi sang na pa nang vi sa man ve ti na thi pa pang akup pa to Dạ con xin hết ạ. Xin mời cô Rạng Đông tiếp theo. Sa thú, con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong Đạo Tràng. Con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Thâm Má Chá Rí. Con kính chào Đạo Tràng. Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc bài kinh, câu kinh Pháp Cú số 124. Pa niệm hi che wa no na sa ha rai ya pa ni na vi sang na pa nang vi sa mang quê ti na thi pa pang a cúc ba tôn Pa niệm hi che wa no na sa ha rai ya pa ni na vi sang na pa nang vi sa mang quê ti na thi pa pang a cúc ba tôn Pa niệm hi che wa no na sa ha rai ya pa ni na vi sang na pa nang vi sa mang quê ti na thi pa pang a cúc ba tôn bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc không thương tích tránh độc không làm không có ác bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu bà niệm hi chề qua nô na sa hả rầy ya bà ni na quy sằng nạp ba nằng quy sa măng quỳ ti nạp thi bà bằng ngã cúc ba tôn Tay ta nếu chẳng vết thương, dẫu cầm thuốc độc chẳng phương hại gì, ác kia vô hiệu tức thì, với người hiền sĩ thường khi niệm lành, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sis Tina. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 124. Pa nim hi che wa nu nan sa ha rai ya pa ni na vi sang na pa nang sa man we ti nan thi pa pang a kup pa to Pa nim hi che wa nu nan sa ha rai ya pa ni na vi sang Nam ba nang vi sa man ve ti nan thi ba bằng a cúc ba tô. Bàn tay không thương tích, có thể cầm thuốc độc, không thương tích, tránh độc, không làm, không có ác, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Pa nim hi che wa nu nan sa ha rai ya Yuva ni na vi sang nam pa nang vi san vi ti nan thi pa bang a kum pa tu na nim hi che wa nu nan sa ha ri ya pa ni na vi sang nam pa nang vi sa man vi ti nan thi pa bang a kum pa tu Tay ta nếu chẳng vết thương, dẫu cầm thuốc độc chẳng phương hại gì, ác kia vô hiệu tức thì, với người hiền sĩ thường khi niệm lành của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, con kính mời vị kế tiếp, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sang Kha Dạ Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con
kính ảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô, phụ nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin ôn câu Phật cú số 124. Pa niêm hí chê quá nô nát xá há rây giá pa ní na quý xăng náp pa năng quý xá măng quê tí náp thí pa bằng á cút pa tô pa niêm hí chê quá nô nát xá há rây giá pa ní na quý xăng náp pa năng quý xăng náp pa năng quý xá măng quê tí náp thí pa bằng á cút pa tô pa mìm hí chê quá nô náp xá há rây giá pa ní na quý xăng náp pa năng quý xá măng quê tí náp thí pa bằng á cút pa tô. Bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích tránh độc, không làm không có ác. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tay ta nếu chẳng vết thương, dầu cầm thuốc độc chẳng phương hại gì, ác kia vô hiệu tức thì. Người hiền sĩ thường khi niệm lành. Bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và công dân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của chị Lạc Lê. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ Nam Mô Thâm Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ kính cảm ơn chị, kính cảm ơn chị Cẩm Vân. Dạ, dạ cảm ơn chị Quỳnh cho biết âm thanh rõ. Dạ con kính định lễ chị Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Biến chào tất cả Phật tử. Con xin đọc có phúc cú số 124. Pa niệm hi chê quá nô nát cha ha rầy giá bà ni na quý sân nát bà năng quý sa mát quý sa quý sa mạnh quê tí nát thi bà bằng a cú ba ba tô bay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích tránh độc, không làm không có ác. Và bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tay ta nếu chẳng vết thương, dẫu cầm thuốc độc chẳng phương hại gì, ác kia vô hiệu tức thì. Với người hiền sĩ thường khi niệm lành. Và phổ thơ của Thượng Tọa. Và con kính mời vị kế tiếp. Sa thu lạy thầy Siddha Tâm Phương. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sẵn Khà, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong room và con xin được kể kinh pháp cú 124. Sao hôm nay thấy Sid kể ít quá ha, không thấy kể luôn đó. Pa niêm hi chê wa no na sa hariya panina visang nabbanang visaman veti natthi papang akubato pa niêm hi chê wa no na sa hariya panina visang nabbanang visaman veti nát thi pa pang akubato pa nim hi che wa no na sa haraya panina visang nabbanang visaman veti nát thi pa pang akubato pa nim hi che wa no na sa Haraya panina visang nabbanang visaman veti natthi papang akubato. Bàn tay không thương tích
có thể cầm thuốc độc, không thương tích tránh độc, không làm không có ác. Bản dịch của ngài Minh Châu: tay ta nếu chẳng vết thương, dấu cầm thuốc độc chẳng phương hại gì, ác kia vô hiệu tức thì. Với người hiền sĩ thường khi niệm lành. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức: Nam Mô Phật Tha Dạ. Dạ con xin được xưng mít, kính mời sĩ tài Nhật Huỳnh. Không có ai rồi, thân ai xin mời Nhật Huỳnh. Dạ sa thú sa kính cảm ơn Huỳnh Hoa Thanh Á. Nam Phong Bích Tha Giá. Dạ một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Huỳnh kính chào đạo tràng. Dạ hôm nay Nhật Huỳnh thấy rất là đông những giọng kệ, nhưng mà không biết sao hôm nay tâm phương mắc cỡ và không chịu kệ, nên lúc nãy Nhật Huỳnh dẫn tắt tặng mời quý vị lên kệ mà tâm phương không kệ. Dạ không biết cô tu nữ Thâm Mái Cha Rí còn có chiếc máy không ạ? Cô đã đi ra rồi. Dạ cảm ơn Minh Phát Thanh Á cho bài học và kính chào anh chị Phan Quang Liêm và Giao Đạo Tràng. Dạ con xin được ôn bài câu pháp quốc kinh số 124. Ba niệm hi chê quá nô na sa ha rai và ba ni na vi sang nắp bà năng vi sa man huệ ti na thì bà băng a cúp bà tô. Ba niệm hi chê quá nô na sa ha rai và ba ni na vi sang nắp bà năng vi sa man huệ ti na thì bà băng a cúp bà tô. Bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thư tánh độc, không làm không có ác. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Bà niệm hi chê và nô na sa ha rai ya ba ni na vi sang nạp bà năng vi sa man quê ti na thi ba băng a cụp ba tô. Bà niệm hi chê và nô na sa ha rai ya ba ni na vi sang nạp bà năng quy sa man quê ti na thi ba băng a cụp ba tô. Tay ta nếu chẳng vết thương, dầu cầm thuốc độc chẳng phương hại gì, ác kia vô hiệu tức thì. Với người hiền sĩ thường khi niệm lành. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Huỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ thú sa thú lành thai, Nhật Huỳnh kính cảm ơn Huỳnh Quát Thanh Á, Xích Tâm Hương, Cẩm Vân, Xích Thi Na, Xích Trạng Đông đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ bây giờ thì còn 5 phút nữa mới đến giờ học bài mới. Con không biết đại đức Tịnh Đạt có trước máy không, và sư đã có sẵn sàng chưa bà sư? Sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ kính chào Thâm Má, kính chào người phương Nam vừa vào đạo tràng. Dạ con kính tri ân sư, dạ con xin phép được thỉnh pháp sư. Dạ Nhật Huỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Huỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Sa, Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Sa, Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng cho hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi
biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ chắc vẹn toàn. Một lòng trăng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tôi mê cầu tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Ha Giá và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học ngữ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 125. Được quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính lễ chư tăng đức cùng chư quý vị có mặt ở diễn đàn pháp cú kinh. Hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 3 tây tháng 12. Dạ quý vị có nghe được âm thanh rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Dạ ngày hôm nay thì diễn đàn pháp cú kinh chúng ta sẽ tiếp tục cho cái bài học câu kệ ngôn pháp cú số 125, phẩm ác phẩm ba ba quốc gác 125. Dạ bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi học ngày hôm nay. Arahang samma sambuddho bhagava Buddhang bhagavantang abhivadeyami Sokkhato bhagavata namo Dhammang namassami Suppatipanno bhagavato savaka sangho Sanghang namami Sathu. Dạ Nam mô Bụt Thầy Giá. Ngày hôm nay diễn đàn pháp cú kinh chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn pháp cú số 125. Phẩm ba ba quốc cá phẩm ác. Câu kệ ngôn pháp cú số 125 có nội dung như sau. Yo appaduthasa narasa dusati Suthasa bosasa ananganasa Tameva balang bacheti papang Sukhumora chopati vatam vakito. Yo appaduthasa narasa dusati Suthasa bosasa ananga nasa Tameva balang bacheti pabang Sukhumora chopati vatang vakito. Hại người không ác tâm, người thanh tâm không uế. Tội ác đến kẻ ngu như ngược gió bụi tung, như ngược gió tung bụi. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế. Tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Bản Việt ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần ngữ vựng của kệ ngôn pháp cú số 125 này. Chúng ta có bốn câu. Yo appa
duttasa narasa dusati. Yo apa duttasa narasa dusati. Yo là người nào, kẻ nào. Yo là người nào. Apa duttasa. Apa duttasa thì chúng ta có cái từ là paduttha. Paduttha cộng với lại cái tiết đầu ngữ pá và cái thể phủ định á. Paduttha là ô nhiễm. Ô nhiễm. Còn khi phủ định là không bị ô nhiễm. Không bị ô nhiễm. Apaduttasa là không bị ô nhiễm. Narasa. Narasa là một người. Một người. Chúng ta để ý là Apaduttasa và chữ Narasa nó có cùng cái biến cách giống nhau. Nó có cùng biến cách giống nhau. Cho nên nó ly chung là một người không bị ô nhiễm. Dussati. Dussati là động từ. Động từ là hại hay là gây hại hay là bôi nhọ. Gây hại hay là bôi nhọ. Rồi chúng ta đi vào câu thứ hai. Suttasa Bosasa Ananganasa. Suttasa Bosasa Ananganasa. Suttasa là trong sạch thanh tịnh. Trong sạch thanh tịnh. Trong sạch thanh tịnh. Bồ sát sát. Bồ sát sát là một người. Bồ sát sát là một người. Một người ở đây nó cũng còn nghĩa là một chúng sanh nữa quý vị, nó rộng hơn là một chúng sanh. Dạ, một chúng sanh. Một người hay một chúng sanh nó rộng hơn. Rồi Ananganasa. Ananganasa. Ananganasa thì chúng ta cũng có cái từ là Anna cộng với Angana. Angana là vết nhơ. Vết nhơ hay là ô uế. Thì chúng ta có cái từ Anna phủ định lại nên là không có nhờ, không có uế. Không có ô uế. Có tỳ vết, không có nhơ nhốt. Cái từ Anangana. Anangana-sa. Thì như vậy chúng ta thấy rằng hai cái câu này á, nó có cái nghĩa gây hại đến ba cái đối tượng. Thứ nhất đó là đối tượng thứ nhất đó là Apaduttasa Narasa, người không có, người không có. Để chúng ta cho cái từ đó là cái gì? Người không có bị ô nhiễm. Rồi Suttasa Bosasa là người thanh tịnh. Ananganasa là người không uế nhiễm. Chúng ta có ba cái đối tượng của cái động từ Dussati gây hại. Và chúng ta đi vào câu thứ ba. Ta mê quá ba lăng bát chê tí ba băng. Tất ra đó là tăng ê vá ba lăng bát chê tí ba băng. Tăng là người ấy. Tăng là người ấy. Ê vá là một cái từ điểm nhấn mạnh. Một cái từ điểm thì nhấn mạnh thôi. Ba lăng là người ngu. Người ngu. Tăng ba lăng là người ngu ấy.
người ngu ấy. Bacchê tí đó là nó có nghĩa đó là quay ngược lại mà chúng ta có thể hiểu là trổ xanh đó, trổ xanh. Nó có nghĩa quay ngược lại, tức là khi mà mình tạo một cái nghiệp rồi cái nghiệp nó quay lại nó cho cái quả. Nó quay ngược lại. Chipache tí. Ba băng là ba lăng. Ba băng là điều ác, tội ác, cái điều xấu. Ba băng. Cái điều ác đó, nó quay ngược lại trong ngoặc kép là trổ sanh đến cái người ngu ấy. Câu thứ ba. Câu thứ tư đó là su khu mô ra chô ba ti hoa tăng quá khít tô. Su khu mô ra chô ba ti hoa tăng quá khít tô. Su khu mô là nhỏ vi tế. Nhỏ vi tế nó đi chung với cái từ racho là bụi, mà bụi nhuyễn đó thưa quý vị, bụi nhỏ, bụi nhuyễn, bụi mịn. Hạt bụi. Bati hoa tăng cộng với y vá. Bati hoa tăng là ngược gió, hoa tá là gió, bati là ngược lại. Cái hướng ngược lại với chiều gió. Mình là xuôi gió với ngược gió ha. Đây là ngược gió. Y vá là ví như hay là giống như. Y vá khít tô khít tô khít tô là cái này là động từ tung. Tung ra khít tô. Tung ra, liện ra, thảy ra. Chữ khito của nó có là cái quá khứ phân từ của cái từ khipati. Liện ra, tung ra, thảy ra. Thì như vậy là chúng ta vừa sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 125. Một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 125 có nội dung như sau. Yo apa duthasa narasa dosati suthasa bosasa ananganasa tameva balang bacheti pabang sukhu mora chopati watang wa kito. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giải Đức là sống đời đạo hạnh thiêng liêng, nếu ai hiểm hại không điên cũng cuồng, bụi mù tung ngược cuồng, khổ đau dội lại bằng muôn bằng ngàn. Nam mô Bụt Thầy. Tiếp thì chúng ta sẽ tìm hiểu về duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú số 125 này. Và trước khi đi vào cái phần duyên sự thì Tình Đạt cũng xin được nói thêm một tí xíu về cái
cái phần gọi là chú thích thêm về cái những cái từ ngữ ở trong cái câu kệ ngôn này để chúng ta có thể nắm bắt rõ hơn trước khi mà chúng ta đi vào vấn đề. Ở đây có cái từ đó là apaduthassa, chúng ta naras là người không có bị không, người vô hại đó, người không có bị ô nhiễm, người không có bị tỳ vết. Thì thưa quý vị, ở đây đó được định nghĩa đó là cái người này là người không có không có bị không có những cái hành vi gây hại cho bản thân mình cũng như là gây hại cho chúng sinh khác, có một cái nết hạnh rất là an lành. Và chắc chắn là phải sống bằng tâm từ, từ bi với bản thân mình và từ bi với chúng sinh khác. Chứ mà quý vị biết rằng cái câu trong câu chuyện này á, thì là một cái vị tỳ khưu liên quan tới một cái tỳ khưu, mà tỳ khưu này vẫn còn là phàm phu chưa có chứng thánh. Nhưng ở đây trong cái câu kệ ngôn này, Đức Phật ngài muốn là apaduthassa đối với cái người ở trong cái bản dịch của ngài Minh Châu thì ngài dịch là không ác tâm. Ngài sử dụng là không ác tâm. Mà chúng ta học thì cũng có nghĩa là không ô nhiễm. Mà cái nguyên nhân đó là không gây hại, không có tham sân si, không có ngã mạn tà kiến hoài nghi đối với bản thân mình và đối với chúng sinh khác thì được gọi là apaduthassa. Cái thứ hai, cái đối tượng thứ hai đó là suthassa bodhassa, là chúng sanh thanh tịnh không có phạm lỗi. Cái thứ ba, đối tượng thứ ba là ananganassa, là không có uế nhiễm, chỉ cho những cái bậc. Thì ba cái đối tượng này thưa quý vị, đó là ba cái đối tượng thánh nhân chứ không phải là phàm phu. Không có tỳ vết về cái hành vi thân khẩu ý, được thanh tịnh phiền não và không có bị ô nhiễm bởi phiền não thì chỉ có bậc thánh mà thôi. Và Dusati là cái người mà có cái ác ý, ác tâm đối với ba cái đối này thì phải nói rằng tạo một cái ác nghiệp rất là lớn. Và hai câu cuối đó là cái hành động gây hại cho ba cái đối tượng trên đó, nó tạo một cái ác nghiệp, và ác nghiệp nó không phải là không phải ai trả quả, mà là chính cái hành động đó nó quay lại nó trổ sanh, chính cái hành động nó quay lại nó trổ sanh, chứ không phải là chứ không phải là một ai khác, một cái năng lực khác, một cái hiện tượng nào đó, một cái siêu năng lực nào đó thấy mình phạm tội, thấy mình ác ôn mới bắt bớ bắt mình đền. Mà chính vì cái nghiệp đó, cái hành động quấy đó, nó sẽ cho một cái quả, nó quay lại nó trổ sanh lên cái người đó, gây cho người đó nhiều cái khó khăn, nhiều cái khổ đau. Được ví như, câu cuối cùng là một cái ví dụ mà Đức Phật ngài muốn trình bày rõ hơn cái việc mà tạo ác nghiệp và cái quả quay lại trổ sanh. Được ví như một người đứng ngược gió, tức là sao? Tức là gió thổi về mình và mình nắm bụi bùn đất, bụi mịn đó, như mặt cưa hay là bụi phấn, mà chúng ta ném về phía trước, ném về cái hướng gió thổi ngược lại đó,
thì lập tức cái bụi, cái phấn đó, đó hay là cái bụi bùn dơ hay là cái mạt cưa đó, nó không đi đâu hết, mà nó lập tức nó quay lại, nó rơi và nó làm cho mình dơ bẩn. À, đó là cái một số cái ý nghĩa liên quan đến từ vựng ở trong câu Kệ Ngôn Pháp Cú này. Và bây giờ chúng ta đi vào cái duyên sự. Cái duyên sự này thì thưa quý vị rằng đề cập đến một cái người thợ săn và một cái vị tỳ khưu. Xảy ra tại câu chuyện này được Đức Phật ngài đề cập đến khi ngài ngự tại chùa Kỳ Viên. Khi chúng ta đọc cái câu này, chúng ta cũng cố gắng nghĩ như thế này nè. Tại sao những cái câu chuyện trong Kệ Ngôn Pháp Cú đó, thì một là Chetavana hay là Veluvana, Kỳ Viên tự hay là Trúc Lâm tự, không phải câu chuyện nó sẽ xảy ra ngay tại chùa, mà là nó sẽ ở nơi khác, một cái trường hợp nào đó ở chỗ khác, rồi mới trình đến Đức Phật. Và cái câu chuyện khi mà trình đến Đức Phật đó, thì cái thời điểm đó đó, Đức Phật ngài đang ở tại chùa Kỳ Viên. Đang ở đây là đang sinh sống tại chùa Kỳ Viên, chứ không phải là đôi khi có những câu chuyện nó xảy ra trên đất chùa và có câu chuyện nó xảy ra ở ngoài đất chùa. Nhưng mà trong thời gian đó Đức Phật ngài sinh sống tại chùa Kỳ Viên. Nha. Cho nên tại sao mà nhiều khi có nhiều vị cũng chính Tịnh Đạt cũng có cái thắc mắc tại sao nó xảy ra ở có hai cái ngôi chùa này xảy ra hoài. Chúng ta khi mà đọc là Kệ Pháp Cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngài ngự tại Kỳ Viên tự, tức là ngài đang sinh sống tại đó. Nha. Giống như là bây giờ sư Tịnh Đạt gặp đại đức Tuệ Đức, lúc mà sư Tịnh Đạt đang ở chùa Tứ Phương Tăng. Cái cuộc gặp đó nó không phải là xảy ra ở chùa Tứ Phương Tăng, nó cũng có thể xảy ra ở chùa Tứ Phương Tăng, nhưng mà nó cũng có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu khác. Nhưng mà lúc đó là sư Tịnh Đạt đang ở chùa, đang sinh sống, đang thường trú tại chùa Tứ Phương Tăng. Nhà cái câu chuyện đó nó là liên quan đến một cái người thợ săn tên là Cô Lá và một cái vị tỳ kheo. Cái người thợ săn á, theo có thói quen thường ngày thì đi vào rừng để mà săn bắt cùng với những cái chú chó săn. Nhưng mà ngày hôm đó khi mà khởi sự đi làm đó, thì trên đường bắt gặp một cái hình bóng của một người vị tu sĩ. Và theo cái quan niệm của cái người thợ săn này, không biết là cái quan niệm này là của riêng của người thợ săn hay là của nó phổ biến thời bấy giờ, do cái tính chất nghề nghiệp hay là cái quan điểm xã hội, mà cái người thợ săn này khi mà gặp hình ảnh một vị tu sĩ đó thì cho là một cái điềm không tốt. Cái điềm không tốt ở đây nó được hiểu đó là làm việc không thành công. Nè, tức là người thợ săn nó thì không săn bắt được, không có gặp được những con thú và con thú nó không xuất bẫy, thì cái người thợ săn cho đó là một cái việc không tốt. Nhưng mà phải nói rằng nếu mà mình nhìn kỹ lại đó, là cái ngày hôm đó là không có tạo ác nghiệp là cũng tốt đó chứ. Nhưng mà đó người thợ săn thì thấy một cái hình ảnh của một người tu sĩ thì phải nói rằng anh ta cảm thấy là không có. Mà nếu như trong thời gian đó mà cái vị viết tu sĩ thời kỳ Đức Phật thì đâu phải chỉ riêng Phật giáo mới mặc y vàng, và cũng không chỉ Phật giáo là người tu sĩ, mà tính riêng Phật giáo không là cũng con số mà các vị tu sĩ đi khất thực trong làng, trong xóm, trong thành thì phải nói rằng là ở đâu cũng như vậy. Thì cái người thợ săn này phải nói rằng là gặp xui xẻo hàng ngày ấy. Rồi
đúng như là anh ta dự đoán là ngày hôm đó anh đi vô rừng anh săn thì không có được, không có săn được con gì hết. Và có khi mà anh quay về đó, trên đường về thì lại bắt gặp cái vị tu sĩ mà anh ta gặp lúc sáng, đang khó chịu bực mình là hôm nay săn không được cái gì hết, mà không biết là về lấy cái gì, cái gì để mà nuôi gia đình, rồi chưa chắc là về công việc không thành công, về còn bị nhằn nữa. Rồi gặp ông tu sĩ đầu trọc này, cho nên những cái buồn phiền bực bội từ sáng tới giờ đó, tìm cách để trút giận. Và anh ta tìm cách đó là anh ta dùng những cái cung tên để đi săn đó, để mà coi như là hù dọa và truy sát cái vị tỳ khưu đó. Cái vị tỳ khưu đó thì đã tránh cái việc truy sát đó bằng cách là trèo lên một cái ngọn cây để mà tránh cung tên cũng như là tránh cái đàn chó săn. Thì khi mà trèo lên một cái gốc cây mà khoảng cách an toàn thì anh thợ săn này ảnh dương cung ảnh bắn. Anh dương cung ảnh bắn và anh đã bắn trúng cái chân của cái vị tỳ khưu đó và làm cho rất là đau. Và trong cái cơn đau như vậy thì cái vị tỳ khưu này cũng rất là lựa lời để mà an ủi cũng như là năn nỉ cái người thợ săn này đừng có gây hại cho mình. Nhưng mà do cái cơn đau nó quá lớn, cơn đau bị cung bắn đó, cho nên y áo nó cũng xốc xếch khi mà chạy, mà chó săn rượt chạy y áo nó cũng xốc xếch, và vô tình cái chiếc y nó rớt xuống trùm lên ngay con người của người thợ săn. Thì mấy con chó săn nó đang hăng máu mà, nó đang hăng máu để mà nó truy sát cái vị tỳ khưu mặc áo vàng, mặc y vàng. Thì bây giờ thấy cái vị đó trèo lên cây mà một cái mảnh y nó rớt xuống mà có cái người nhúc nhích trong đó nữa, thì nó nghĩ, thì mình chắc mình đoán là nó nghĩ là cái người vị tỳ kheo đó rớt té trên cây té xuống, cho nên nó nhảy vô nó cấu xé. Mà không ngờ đó là ông chủ của mình. Nó cấu xé một hồi nó mới biết, nó mới phát hiện ra là chủ của mình. Và khi đó thì ông thợ săn nó chết rồi. Chó săn mà nó cắn xé thì còn gì nữa. Thì cái vị tỳ khưu đó mới lê lết, y áo rách rưới, vết thương đi về tịnh xá để mà gặp Đức Phật. Bởi vì vị này nghĩ rằng đó, cái người thợ săn này bị chết đó, thì chút ít đó, nó cũng liên quan tới mình. Liên quan tới mình từ sáng tới giờ, không biết ông này ông có buồn phiền gì mình hay không. Và liên quan tới mình mà do cái y mình nó trùm xuống vô tình, mấy con chó săn này nó xé cái y mà nó xé luôn cái người thợ săn luôn. Cho nên ông không biết là có bị phạm tội phạm giới sát sanh sát nhân hay không. Mới về trình hỏi Đức Phật cho... trình đến Đức Phật ngài mới an ủi, ngài mới sách tấn, ngài mới chăm sóc. Ngài nói rằng cái việc đó nó không có liên quan gì, bởi vì cái việc đó là không phải là cố tình. Nó không phải là cố tình. Và cái việc mà cái người thợ săn đó bị tai nạn đó là không bởi một ai khác gây ra, mà chính cái người đó gây ra, chính cái hành động của người đó gây ra. Thì khi mà Đức Phật ngày sắp tấn cho cái vị tỳ khưu đó được an tâm điều trị này đó xong, thì Đức Phật ngày cũng đã nói lên một cái câu kệ ngôn pháp cú liên quan đến cái ý nghĩa trong cái câu chuyện này, giống như là để đúc kết lại
chúng ta cái câu pháp cú mà chúng ta học ngay đó là hại người không ăn, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Cái việc mà người thợ săn bị chính những cái con chó mình nuôi á, cắn xé, xé xác, làm cho phải đến tử vong, thì không có ngoài cái nguyên nhân đâu khác, chính là cái việc đó là muốn truy sát cái vị tỳ kheo. Nếu như cái người thợ nó không truy sát cái người vị tỳ kheo đó thì nó không dẫn đến cái kết cục đau thương như vậy. Có những cái chuyện đó thưa quý vị nhìn thấy ở trong thời sự, ở trong báo chí hay là trong trên TV, chúng ta thấy rằng có những cái trò chơi, có những cái trò vui như là săn bắt cá, chích lưới điện, dùng điện chích cá, xiệt cá, rồi có những cái trò săn bắn bằng súng hơi, bắn chim, và những cái tai nạn cũng thảm khốc xảy ra liên quan đến những cái trò thú vui đó. Có nhiều cái tai nạn mà bây giờ nhà nước họ đến nỗi mà họ phải cấm, cấm sử dụng, là cái việc đó là kéo điện lưới 220 đó, cái điện lưới 220 hoặc là điện bình mà bình lớn đó, để mà bắt xiệt cá ở dưới sông, ở dưới mương. Và có nhiều cái tai nạn thương tâm đó là điện nó giật. Mà điện mà nó nằm ở dưới nước thì cái môi trường nó dẫn điện rất là tốt, mà giật một phát một là không có cứu kịp. Vân vân, có nhiều cái tình huống nó xảy ra như vậy đó. Thì lúc đó, cái người mà không biết đạo, không biết về nhân quả nghiệp báo, thưa quý vị, rằng xui rủi, sanh nghề tử nghiệp. Còn những người nào ta ghét thì nó đáng đời, đáng đời. Còn mình biết đạo lý thì mình nói thì mình nghĩ rằng thiệt tội nghiệp cho cái người này, tội cho cái nghiệp họ, do họ không có cái sự hiểu biết, do họ không có cái tình thương đối với chúng sanh, do họ vì mê mờ bởi cái thức ăn ngon, bởi cái thú vui, mà kết cục là phải gặp những cái tai nạn đau thương như vậy, gây hại, tổn thất cho bản thân họ, tổn thất cho người thân của họ, tổn thất cho xã hội. Phải nói rằng một cái việc quá đổi là lớn lao. Quay lại cái câu kệ ngôn này đó, thưa quý vị, rằng cái người mà gọi là không gây hại, chúng ta có thể nói ngược lại, đó là không gây hại cho bản thân mình, không gây hại cho chúng sanh khác, nó cũng có thể được nói một cách gần gũi hơn, đó là mình không đánh mất cái cơ hội phát triển bản thân của mình, và mình cũng không tạo oan trái đối với những chúng sanh khác. Cái này nó quan trọng lắm, thưa quý vị. Đối với cái việc mà ác nghiệp mà chúng ta nghĩ nó là ác cho quả ác, xấu cho quả xấu, mà cũng có người đó, thưa quý vị, tuyên bố rằng tôi làm tôi chịu, tôi làm tôi chịu, anh hùng lắm, tôi làm tôi chịu. Nhưng mà thật sự nó không phải vậy. Cái ác nghiệp nó, cái mà nghiệp báo nhân quả, nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy, nó thật sự ra nó rất là cạn kiệt, nó rất là nông cạn. Chúng ta lấy hai cái vấn đề
không gây hại cho bản thân mình và không kết quan trái cho những người khác đó. Là quý vị còn nghe được âm thanh rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Không gây hại cho bản thân mình nè, qua thân, qua khẩu, qua ý, và cũng không gây hại cho chúng sinh khác qua khẩu, qua ý. Nói một cách khác, tức là chúng ta không đánh mất cái cơ hội của bản thân mình để phát triển, để tu tập, để tạo các công đức. Cái thứ hai là không gây quan trái với chúng sinh khác. Không gây quan trái với chúng sinh khác. Cái điều này đó nó khó chứng minh, nhưng mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ gặp. Bởi vì khi mà chúng ta đến một cái địa điểm, đến một cái quốc gia, hay là đến một cái tỉnh thành nào khác, cái nơi mình ở đó, những người bà con, những người hàng xóm mà chúng ta gặp thường xuyên đó, chúng ta đến những cái nơi lạ, chúng ta gặp những người lạ, thưa quý vị rằng, quý vị có tự nhiên chúng ta sẽ có cảm giác gặp cái người đó lần đầu, chúng ta có cảm giác là quý mến, chưa hiểu biết về người đó. Chúng ta ở đây không nói về cái đẹp cái xấu, có những người đẹp mà chúng ta nhìn chúng ta không có ưa, nhưng mà có những người không đẹp thì chúng ta lại có cảm tình. Cảm tình ở đây là có thể dễ nói chuyện, có thể chào hỏi thân thiện. Thì cái đó từ đâu mà ra, thưa quý vị? Cái đó từ đâu mà ra? Nó không phải là tự nhiên đâu. Không có cái gì tự nhiên hết. Chúng ta nói là duyên đó. Mà duyên thì cũng có cái nợ. Duyên thì cũng có cái nợ. Cái nợ đây được nói cho nó rõ hơn, đó là cái quan trái đó. Thì lúc mà chúng ta gặp những người lạ, chúng ta đến những cái trú xứ lạ mà chúng ta sống thoải mái, chúng ta cảm thấy an lạc, thì chúng ta đang hưởng cái những cái quả lành mà chúng ta đã gieo. Bây giờ nó gặp cái thời điểm mà nó trổ sanh, hợp thời nó trổ sanh, gặp đúng người, đúng hoàn cảnh. Dạ. Còn những cái trường hợp mà chúng ta gặp là gặp tự nhiên là mất cảm tình, gặp tự nhiên là muốn nói một lời là không muốn nói lời thứ hai, thì coi chừng chúng ta đang đối diện với cái quả quan trái. Cái này nó không phải là cái quả ác nghiệp, mà là cái quả quan trái với những cái chúng sanh đó. Quý vị đừng có nghĩ đó là chúng ta sanh ra trong một gia đình, chúng ta có một cái mối quan hệ huyết thống là con, là cha, quan hệ cha con, quan hệ mẹ con, quan hệ chồng vợ, quan hệ ông bà. Chúng ta đừng nghĩ là chúng ta sống chung một cái gia đình bà con quyến thuộc là cái mối lương duyên đâu. Nhiều khi nó là cái nợ, cái quan trái đó. Tại sao Tịnh Đạt nói như vậy? Quý vị, có nhiều cái gia đình mà hình như là nhiều chứ không phải là ít, tại vì không có phô ra ngoài thì chúng ta thấy thôi. Vợ chồng xích mích lấy nhau để mà gây khổ cho nhau, sanh con đẻ cái, rồi con nó là nó phá của, nó phá nhà, để mà cho cha mẹ phải khóc đêm khóc hôm. Thì quý vị nghĩ rằng đó đâu phải là cái duyên lành, cái lương duyên đâu, mà là cái quan trái. Cái quan trái nó mới cột lại với nhau, cột lại gần với nhau. Cho nên nghĩ đến những cái khía cạnh đó đó, chúng ta nhìn mở rộng ra, mở rộng cái vấn đề nghiệp báo nhân quả ra. Nó không phải là đơn thuần đó là sát sanh sẽ là tổn thọ, giết chóc, đánh đập là đau yếu bệnh hoạn. Nó rất là nông cạn cái vấn đề nghiệp báo nhân quả. Nó đúng, nhưng mà nó còn rất là thiếu, nó còn rất là thô.
chúng ta nghĩ rộng ra thì chúng ta sẽ thấy rằng Phật giáo nói về nghiệp lý nhân quả sẽ giải trả lời cho tất cả những cái hiện tượng mà chúng ta thấy xung quanh mình. Cái điều đó là điều rất là quan trọng khi mà chúng ta học hiểu về nghiệp lý nhân quả. Chúng ta không có trách đời, chúng ta không có than trách, chúng ta không có hỏi tại sao và tại sao. Chúng ta đều có cái sự giải đáp cho riêng mình hết. Nha. Tại sao tôi thương ông, tôi cưới ông, hai chồng lấy nhau, thương nhau, nhưng mà về sau thì khổ cho nhau. Rồi sanh con đẻ cái, thương, cưng, chiều, khi mà nó lớn lên thì nó lại phá của, phá nhà. Đương nhiên thì nó cũng có cái lương duyên, tức là gặp nhau để mà vung bồi hạnh phúc cho nhau, gặp nhau để mà phát triển về tinh thần và thể chất. Cho nên cái duyên và cái nợ đó, cả hai cái đều cột chúng sanh lại gần với nhau hết, thưa quý vị. Cột gần lại hết, cột gần với nhau hết. Cái người mà không muốn cột nữa đó thì thoát ra khỏi chữ duyên đi, thoát ra khỏi chữ nợ đi, thì từ từ nó sẽ cởi ra. Từ từ nó sẽ cởi ra. Nó không còn duyên để mà gắn kết tình cảm, nó cũng không còn nợ để mà gây đau khổ cho nhau. Thì lúc đó chúng ta mới là tự tại. Cái hạnh phúc tự tại nó khác hơn là cái hạnh phúc duyên nợ. Dạ. Thực sự cái điều này, tại vì chúng ta gặp á, quý vị ở ngoài đời, quý vị đã từng kinh nghiệm sống ở ngoài đời, quý vị cái chuyện này nó không có lạ. Nhưng mà có một cái điều lạ là chúng ta không có giải đáp được. Chúng ta cứ nói là tại thằng này tập nó xấu, nó uống rượu, nó say xỉn, về là đánh vợ. Và tại cái cô vợ này không có tề gia nội trợ, không biết lo cho chồng, không biết chăm sóc. Rồi tại vì cái môi trường, tại vì cha mẹ không biết dạy dỗ con, không biết kèm kẹp con, không có quản thúc con, lo đi làm, lo kiếm ăn, vân vân. Chúng ta đổ thừa cho những cái hiện tại thôi, thưa quý vị. Mà thật sự ra cái hiện tại thì nó cũng là cái nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân còn ở sâu xa bởi cái nhân quả nghiệp báo ở những cái đời trước trước đó chúng ta chưa, chúng ta không có để ý, chúng ta không thấy, thì nó không giải quyết được triệt để, nó chỉ giải quyết được cái hiện tại mà thôi. Khi mà chúng ta nhìn thấy sâu xa như vậy đó, thì chúng ta mới giải quyết được một cái vấn đề rất là lớn, đó là chấp nhận. Chấp nhận. Cái hạnh phúc đến đó, thì chúng ta cũng chấp nhận. Mà cái đau khổ đến, quan trái đến đó, chúng ta cũng chấp nhận. Tại sao chúng ta chấp nhận? Bởi vì chúng ta hiểu nó. Còn chúng ta không hiểu nó thì chúng ta ép nó chấp nhận. Nhưng mà thật sự ra nó là ép, gượng ép thôi, gượng ép mà chấp nhận thôi, chứ không phải là chấp nhận một cách có tình có lý. Thì qua cái câu kệ ngôn này, qua cái duyên sự này và qua cái ý nghĩa này liên quan đến về cái nghiệp báo nhân quả, thì Tình Đạt có trình bày như vậy. Nếu mà quý vị thử lấy cái ý này mà áp dụng trong cái đời sống của mình, thử quan sát bản thân mình và quan sát những cái hiện tượng xung quanh mình, thì quý vị sẽ có một cái kinh nghiệm riêng cho bản thân mình. Và hy vọng rằng quý vị sẽ rút ra nhiều cái bài học kinh nghiệm để mà chúng ta bớt đi cái việc đó là trách than cuộc đời, trách than số phận. Trách than cuộc đời, trách than số phận. Tại sao chúng ta bớt đi? Bởi vì chúng ta hiểu, và càng hiểu, càng lãnh ngộ thì chúng ta càng bớt than van trách móc, mà chúng ta chấp nhận. Và khi mà chúng ta hiểu được cái lý do, cái nguyên nhân tại sao, thì chúng ta sẽ có cách để mà tháo gỡ, không cho nó lặp lại. Thì đó là con đường trung đạo, thưa quý vị.
bây giờ không thương cũng không ghét thì trung đạo chứ là gì? Chúng ta gặp đối xử với một người người thân của mình hay là người bạn của mình mà nó không phải là thương với cái tình thương ái luyến, mà cũng phải không phải là ghét với cái sự hận thù, thì đó là trung đạo. Đó là trung đạo. Mà con đường trung đạo nó sẽ dẫn đến là không có cột quan trái, cũng không có cột cái tình thương yêu. Thì từ từ chúng ta sẽ thảnh thơi, từ từ chúng ta sẽ tự tại. Thì Tịnh Đạt có xin được trình bày cái điều này, mong là quý vị thử áp dụng trong cái đời sống của mình, sẽ mỗi người sẽ có một cái bài học kinh nghiệm, và cái bài học kinh nghiệm riêng của mình đó, nó sẽ là bài học kinh nghiệm rất là quý báu. Bởi vì lúc nào mà chúng ta bị cô đơn, lúc nào chúng ta bị ở một mình, hay là lúc nào mà chúng ta bị bối rối, lúc nào mà chúng ta bị hụt hẫng, thì chính những cái kinh nghiệm của bản thân mình nó sẽ cứu mình. Chứ không có kinh sách, không có lý thuyết nào nó cứu mình được hết. Lúc đó nó quên hết rồi quý vị. Chỉ có những cái kinh nghiệm thực tế thôi, thì lúc đó nó mới cứu mình. Thì tính thưa quý vị, thì câu kệ ngôn pháp cú số 25 này với cái duyên sự và cái ý nghĩa này, Tịnh Đạt xin được trình bày và được kết thúc tại đây. Xin được tri ân các quý vị trong ban điều hành đã mở room và tụng kinh sinh giới, cũng như là giữ cho cái room pháp cú kinh được sinh hoạt được tốt đẹp từ trước đến nay. Và cũng xin chư thiên gia hộ cho toàn thể chư tăng quý Phật tử, cũng như là cái sự sinh hoạt của pháp cú kinh được ngày càng phát triển và bền vững. Nam mô Bụt Thầy. Nhà Tịnh Đài xin được kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn ạ. Nhà kính mời cô. Gia xã thủ xã thủ lành thai. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Và con thỉnh Đại Đức chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính nhân mít đến sư. Tathalatha sukhita viruna putta sasana aroga sukhita ho tasahasape nyati thi. Cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Sitya Janagatha Sikthamatu 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 Idang Phalang Etasmin Ratanatayasmin Sambasa Danache Taso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tù mỹ mãn, cho được thành tù mỹ mãn, cho được thành tù mỹ mãn. Và sa thủ lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào room chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đề quả ta sân ti quý hà ra quà si ni. Thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta
sot ka ron te tha vi ha ra mang da le thê ra cha mát cha na wa ka cha pit ka wo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha is ta ra pa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta thavo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa ti cha te sap te pi dukkha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha bu